đây là một mình định làm thêm hai cái video nữa. Thứ nhất á, là về cái Spa Tech City, và thứ hai là về cái rigidity. Cái rigidity á, thì để giải thích nó thì rất là phức tạp, bởi vì nó có liên quan tới những cái bó mà dưới vỏ, có nghĩa là ngoại tháp á, về cái vấn đề của hệ thống ngoại tháp á, cái triệu chứng ngoại tháp thật sự là mình vẫn chưa hiểu hết được. Còn về cái sinh lý, cái cơ chế thì cực kỳ phức tạp luôn. Cho nên là mình sẽ hy vọng là mình sẽ có đủ duyên để làm thêm một clip về rigidity của liên quan tới cái bệnh Parkinson. Về cái Spastic City á, mình còn gọi đó là kiểu giao kẹp á, là mình xin mô tả lại là cái con dao du lịch á, nó sẽ khi mà mở ra á, nó có một cái trương lực rất là cứng, nhưng để cho giữ cho mình cắt đồ ăn mình không có bị gặp lại á, thì khi mà mình muốn cất vào mình sẽ gặp lại, và tới một cái độ, gọi là tới một cái góc nhất định thì nó sẽ xả ra, nó sẽ xả cái khớp ra, và nó sẽ collapse lại rất là đột ngột. Thì cái kiểu mà bị cái kiểu mà tăng trương lực kiểu như vậy á, thì mình gọi là co cứng kiểu tháp. Mình sẽ gọi là cứng cơ kiểu tháp. Thì các bạn sẽ tưởng tượng như là cái tay mình nè, khi mà tới đây mình sẽ kiểu bị cứng 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 như kiểu lead pipe vậy đó, như kiểu ống chì gì đó, nhưng mà tới một cái góc độ nhất định giống con dao á thì cơ mình sẽ xả xuống. Cái lý do cái nguyên nhân mà của cái tình trạng mà của cái hiện tượng là collapse knife này, nó cũng rất là đơn giản. Nó có liên quan tới một cái video clip phía trước mà mình đã có làm. Nó có liên quan tới một video clip phía trước mà mình đã có làm. Thì bây giờ mình sẽ xin vẽ lại cái hình ảnh đó ha. Thì cái video clip này mấy bạn nói là khó hiểu, thì mình cũng đồng ý là nó thật sự là khó hiểu, và mình cũng đang tìm cách để cho nó dễ hiểu hơn. Và thử cố gắng thử lại một lần nữa. Cái này nó có liên quan tới video clip mà mấy bạn nói là khó hiểu. Xấu quá. Đây là cái tủy sống. Rồi, thì đây là cơ. Đây là tendon. Và giữa cái cơ nó sẽ có một cái gọi là thoi cơ. Còn xung quanh đó là cái sợi của cái đơn vị co cơ này, để giúp mình co cơ lại. Thì nó sẽ có hai sợi cảm giác và hai sợi cảm giác, hai sợi để vận động, và có một sợi là interneuron, là cái neuron trung gian, hay là nơi mình gọi là interneuron quen rồi, mình không có nhớ cái từ kia. À, neuron tiếp hợp. Rồi thì mình sẽ nhắc lại là có hai cái sợi để giúp chi phối vận động, để giúp chi phối vận động, để giúp co cơ. Đó là sợi gamma và sợi alpha. Thì sợi gamma và alpha, các bạn nhớ kỹ cái sợi gamma ha, tại sợi gamma là một trong những cái vấn đề chính luôn á. Tiếp theo nữa đó là hai sợi cảm giác. Thì sợi cảm giác thứ nhất là từ cái thoi cơ. Nó sẽ uốn vòng mấy vòng cái thoi cơ này, nó quay lại. Cái này là sau. Và cuối cùng là nó sẽ tới và đáp thẳng cái này luôn. Nó không có qua cái neuron tiếp hợp nào hết. Thì khi mà nó bản chất của nó sẽ là kích thích. Cái sợi thứ hai đó chính là sợi sợi từ cái gân, là sợi từ đây nè, nó sẽ có cái thụ thể từ đây, thụ thể kéo căng, nó cũng sẽ, và có một cái điều khác biệt thôi, là nó sẽ nhờ tới cái interneuron. Mà cái interneuron bản chất của nó là một cái neuron ức chế. Tiếp theo nữa, mình sẽ đi lại một lần nữa ha. Khi mà mình sẽ có một cái sợi neuron thứ nhất là từ cái vỏ não vận động, mình có một cái chủ ý co cơ, thì lập tức nó sẽ cho cái sợi thần kinh tới cái sừng trước tủy sống, và nó gọi là kích thích cả hai cái này luôn. Cái ý nghĩa của nó đó chính là khi mà cái alpha, có nghĩa là cái đơn vị làm cho cái đơn vị co cơ co lại, thì cái gamma nó cũng sẽ làm cho cái thoi cơ co lại. Cái điều này có ý nghĩa là gì? Có ý nghĩa là khi mà cả hai đó cùng co lại, cái kích thước, cái chiều dài của nó bằng nhau, thì nó mới giúp cảm nhận, cảm giác tốt được cái tình trạng của cái cơ đó như thế nào. Mấy mấy bạn hiểu với Thanh không? Giống như là cái này co lại, cái đơn vị co cơ sẽ co lại, và đồng thời nó sẽ giúp cái thoi cơ co lại luôn, để cho cái chiều dài của cái đơn vị co cơ với lại cái thoi cơ, cái chiều dài của cái sợi để co cơ
và cái thoi cơ nó có chiều dài bằng nhau, cho nên là nó mới phản ánh được đúng cái bản chất và độ căng giãn của cái cơ. Thì sau đó mình sẽ xin nhắc lại cái ví dụ hồi nãy khó hiểu, đó là khi mà mình có một cái vật đó tương đối nhẹ thì mình có thể giữ cái vật đó trên tay, bởi vì cái cơ của mình đủ khỏe, ý là cái cong á, cái cong mà cái cong mà cái cơ mình tạo ra nó đủ để giữ cái vật và nâng cái vật lên. Điều đó cho thấy á, là cái sức cơ của mình mạnh hơn cái gọi là cái trọng lượng, cái trọng lực của cái bút này. Cho nên là cái cơ của mình nó không có căng giãn quá mức, cho nên là tay mình nó cứ hoạt động bình thường thôi, nó không có một cái tín hiệu warning hay là cái tín hiệu mà gây tổn thương cơ gì hết. Thì khi mà cái này á, nhận diện được, khi mà cái stress này nè, cái thoi cơ này nè nhận diện được là có cái bút đen trên tay Thanh, thì nó sẽ nhận truyền tín hiệu về và kích thích tiếp cái sợi alpha, có nghĩa là nó sẽ kích thích liên tục làm cho cái cơ cái tay của Thanh giữ ở vị trí này để cầm cái bút lên, chứ không cần tới tín hiệu từ vỏ não nữa. Lúc này vỏ não được nghỉ ngơi, bởi vì đây là một cũng là một cái cơ chế để tiết kiệm năng lượng làm trong cái não bộ của chúng ta, chứ việc gì mà cũng phải cần não bộ xuống để điều phối tất cả các cơ thì rất là mệt. Tiếp theo là nếu mà cái bút này Thanh để thêm một cái cục tạ 50 kg nữa, có nghĩa là mấy bạn tưởng tượng, mấy bạn tưởng tượng đây là cục tạ 50 kg, thì Thanh sẽ dần để cục tạ 50 kg lên tay, cái tay của Thanh dần dần chịu không nổi cái cơ, cái cong mà được tạo ra bởi cái cơ của Thanh đó, nó sẽ không thắng được cái trọng lực, của cái cục tạ 50 kg này. Từ đó nó sẽ từ từ bị từ đó nó từ từ bị trì xuống. Khi bị trì xuống, tại vì nâng lên không nổi mà, khi bị trì xuống thì cái cơ nó bắt đầu rách ra, tổn thương cái cơ, nó sẽ bắt đầu tổn thương cái lực truyền, tới cái gân cơ. Thì khi mà cái gân cơ đã nhận được tín hiệu là cái sự quá mức chịu đựng của cơ rồi, thì cái gân cơ nó sẽ kích hoạt theo cái con đường cảm giác này tới tới sừng sau, và sau đó tiếp giáp với lại cái interneuron, gây ra một cái tín hiệu ức chế. Nó ức chế luôn cả hai cái này, làm đồng thời cái tay của Thanh collapse xuống. Đây là một cái yếu tố bảo vệ. Có nghĩa là sao? Bảo vệ khỏi cái tay, ý là bảo vệ khỏi cái cơ bị rách nè, khỏi cái cơn cơ bị rách, để cho cái tay gọi là buông á. Này mình gọi là nâng được thì buông được á. Mình nâng cái vật lên được, nhưng mà cái vật nó quá nặng thì mình buông thôi. Đó là một cái cơ chế bảo vệ, và tự động cơ thể sẽ làm như vậy, bởi vì đây là một cái cung phản xạ tủy. Khi mà bạn muốn nâng á, thì mình phải dùng, khi mà bạn muốn thắng được cái cung phản xạ tủy á, thì mình phải dùng một cái cao cấp hơn, đó là cái vỏ não. Thì giống như ví dụ hồi nãy là có những cái bạn tập gym á, mà bạn muốn làm cho cái cơ mình nó xé ra nhiều hơn á, thì dù cái cơ bị xé bị đau á, thì mình sẽ có xu hướng là thả xuống, nhưng mà do cái ý chí quyết tâm xấu muối hay là của các bạn á, thì mình sẽ có một cái tín hiệu từ đây rất là mạnh mẽ, từ đây làm cho cái cơ của mình tiếp tục kích thích, nhưng mà ở mức độ nhất định thôi. Ở một cái mức độ mà làm cơ rách á, thì còn chịu được, nhưng mà ở mức độ mà làm cái gân á, nó bong ra khỏi cái xương luôn á, thì chắc chắn cái xương, thì chắc chắn khúc này nó phải collapse xuống và bạn sẽ không bù trừ được nữa. Mình xin nhắc lại cái ví dụ này, bởi vì ví dụ này rất là quan trọng trong cái việc hiểu được cái trương lực cơ của cái clasp knife của cái clasp knife là của cái Spartex City á. Để hiểu được cái để hiểu được cái này, để hiểu được cái clasp